chưa kịp trải đầu thì là bác hiện đến ngay để xem tại sao con khóc. Hãy kể cho ta biết đi. Một ơi, cảm ơn chỗ mất một chỉ bằng con rồi. Một chỉ à? Ta sẽ cho con được nhiều hơn thế. Ôi, ta là một cây mà. Vàng như nó đang lên đấy. Nhưng ta sẽ bù đắp cho con bằng một thứ còn tốt hơn vàng. Hãy nhìn đấy. Người ta gọi là iPad. Hôm qua ta đã gặp Steven Jobs trên thiên đường. Người ấy đã gặp ta nói rằng hai là người được sở hữu nó có một cuộc sống khác biệt hoàn toàn. Con hãy cầm lấy nó, hãy đặt mã số cho nó để một mình nó biết thôi. Thôi ta về đây. Từ ngày có chiếc iPad, tấm năng vào Google tra cứu thông tin, vì vậy cô đã học được rất nhiều thông tin bổ ích, chẳng hạn như chất lượng sao cho béo, cho gà ăn gì để đè nhiều trứng, hay cách thức cho bò không bị lở mồm long móng. Đặc biệt, tấm đã lập hẳn một trang chia sẻ tri thức về học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Tiếng là người xa, tấm có được 10 đến tư cách tại đại học có gì, trồng thêm gì, toàn hành thành đồ. Gọi đi vay nữa. Cám mua bà chuột định bụng đông đất tàn nhà của tấm, nhưng bay cho cám, tấm đã lắp đặt hệ thống giám sát rất hiện đại. Thua đau ở hiệp 1, cám quyết phục thù ở hiệp 2, cám định bụng được nguồn nước để hát đàn lợn của tấm. Nhưng trang trại của tấm đã dạy cho cám một bài học nhớ đời nữa. Cuối cùng, cá bèn lên một lúc tấm bóng ngàn, lấy chỗ chiếc iPad của tấm và cao chạy xa bay. Tấm trở về, không thấy chiếc iPad đâu, cô lập tức xem camera theo dõi thì phát hiện ra cám chính là thủ phạm. Tấm bèn gửi thông báo truy bắt cám trên khắp các mặt báo, thậm chí là cả trên Facebook. Chỉ những ngày sau, hội những người vẫn động viên những cố gắng tuyên bố cho mình. Thậm chí, cảm thấy thương chịu cũng khá nhiều hơn. Nhìn được chiếc làn sóng truy bắt gắt gao của cộng đồng mạng, cám phải ngay đêm trốn chui trốn nẻo đến khổ. Thanh thì quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.